Bắt đầu. Bắt đầu bài này trang 87. Vâng. Xin chào. Lan sẽ nói chào. Hello chị. Hello. Hello. Hello, cho âm một. Được chưa? Từ này có hai cách. Tiếp tục, tên bạn là gì? What's your name? What's your name? What's your name? Tên tôi là Lan, còn bạn? And you. And you. Tên tôi là Nam, bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Tôi sống ở đường Thái Hà. How your house near your school? Không. Is, nhà của is bạn your, is your house near school? Không, được chưa? Bạn thường đi như thế nào? How? Bạn thường đi bằng gì? Bạn thường đi học không? Đi bằng gì? Bằng cách nào là gì? How? How? Thế thôi đúng không? Hết từ chưa? Ok. How là bằng cách nào con nhé? Bằng phương tiện gì nhé? Vâng, vâng. Tiếp tục với chị. Cô ấy thường ăn gì vào 7 giờ tối? Dinner, ăn tối gì? À. Ok, dinner vào buổi tối này. 5 à, 9 giờ 15 à? 9 giờ 15 là 10 giờ kém. À đâu? 9 giờ 15 là đáp án nào? À đúng gì? À, à xe với mình. À, A cho chị nhá. A quarter là 15. A quarter là 1 phần 4. 1 giờ bao nhiêu phút hả Đức Anh? 60 phút. Thì là 1 phần 4 của 60 là bao nhiêu? 15 nhỉ? 15. Và pass này là qua. Được chưa? Tức là 15 phút qua. Tức là 9 giờ qua 15 phút rồi là 9 giờ 15 nhá. Còn cái câu C của em ấy, nó lại là 9 phút nữa đến 15. Giờ nó không đúng. Ok. Tiếp tục với chị nào. Jane thích nghe listen gì con? Listen to music. B. Ok, to music. Tiếp tục với chị nào. Nam thì nhỏ hơn tôi nhưng Long thì nhỏ nhất. C gì? Ok. Khi mà ba người thì sẽ có người nhỏ nhất nhá. Được chưa? Tiếp tục. Khoảng 3 cây từ nhà tôi đi đến trường. Từ đâu? À, đâu gì? Ok, from to. Đáng ra cái từ from nó phải là đằng trước cái từ my house này này. Được chưa? Nó thiếu một cái ô trống nhá. Tiếp tục chị câu 6 này. Tôi đi làm bằng xe máy hàng ngày. Đi làm là từ gì? B. Ok, go to work. Tiếp tục câu 7 này. Anh ấy muốn ăn bánh mì, anh ấy đói. B. Hungry. Hungry. Mẹ tôi thì viết thư cho tôi mỗi tháng khi mà tôi ở London. Cái này quá khứ ha. Thì bên này cũng phải B. quá khứ đấy. Bạn nào? Okay, B. Wrote. Này quá khứ. Cái hồi còn ở London, còn giờ thì về Việt Nam rồi. Chẳng hạn. Ok. Tiếp tục với chị. Câu số 9. Bạn đi bằng phương tiện gì? Xe gì? How? Okay, how? Tiếp tục nào. Chúng tôi đi đâu đây? Đi đâu mà lại thích nước đây? Bơi cái gì? Ok, swimming. Đi bơi vào. Rồi, bắt đầu trách nhiệm với chị nào. Đọc từ này là how nghĩa là gì? Bằng cách nào vậy? Bằng cách nào? How, bằng cách nào nghĩa là mouth rồi gì? How, mouth. Tháng luôn gì? Mà là miệng. Mồm miệng ấy. Măn biết là tháng con nhá. Măn. Tiếp tục là từ round là hình gì? Đường gì? Round là hình tròn. Được chưa? Good là gì? Cần đúng nhỉ? Ăn là sẽ. Thế đáp án nào con? D gì?
Okay, phát âm khác nhá. Bảo ơi. Đề. Con đây cô. Con làm bài chưa? Rồi. Sáng thứ 8 làm chưa? Ok. Bắt đầu đọc của tớ là math là môn gì? Toán gì? Môn toán cô. Tiếp tục khó. À, cái gì? Start. Bắt đầu. Park. Công viên. Công viên. Ok, đáp án nào? Đáp nào con? B đúng nhỉ? Đáp A nhá, mass. Cái này nó là A, còn cái này là kéo dài một chút mass. Còn đây là car, star, the park. Được chưa, nó kéo dài. Tiếp tục. Đọc ba nào, club là gì? Club. Câu lạc bộ. Jam là gì? Nhảy. Uncle. Chú gì? Chú. Autumn. Autumn. Autumn là gì? Autumn là mùa thu. Mùa thu. Mùa thu. Ok. Suy ra đáp nào con? D gì? D. Tiếp tục với chị nào. Đọc cái này nào. Season. Season. Rồi là nghĩa season. Là gì? Nghĩa là gì? Phần mùa đúng gì? Ok, mùa hè. Summer. Summer. Store. Store. Số 7. Seven. Đáp án nào? A đúng gì? Ok, tiếp tục vào tớ 5. Hill. Will. Drew. She. Đây là why. Đáp án nào? B gì? Có 1600 câu không? Chưa in. Giờ làm đề gì? Lấy trên mạng đi. Rồi bây giờ cái này chia động từ với chị nhá. Nào, street. Baby đang ngủ, đừng có nói to. Đang ngủ là gì? Sleeping đúng. Sleeping, is sleeping. Is sleeping, thiếu nhá. Khi mà chia thì phải chia cho nó đủ. Chia mình sleeping lại về, hỏi sao điểm thấp, được chưa? Tiếp tục là tớ. Có phim hoạt hình ở trên TV nhưng tôi không xem. There gì? À, there. Một phim hoạt hình thôi. Tiếp tục là tớ nào. Hôm qua chúng tôi thăm bảo tàng nghệ thuật gần trường. Visit thì mẹ đề đúng không chị? Ok, visit. Visit thật. Tiếp tục, bạn có muốn út yêu gì? Có nó cô like. Like như thế nào bảo? Con. Giữ nguyên ha. Tiếp tục với tớ. Câu 5, hầu hết học sinh đều thích enjoy cộng gì? Tu lên đúng chị? Enjoy verb in là lớn nè. Enjoy verb in. Tiếp tục với tớ là Lan thì like thêm gì con? Lan, like thêm S gì? Ok, tiếp tục nào. Mùa hè trước chúng tôi đi dã ngoại ở vườn quốc gia Cúc Phương là Heber đổi thành gì? Chúng tôi rất vui để gặp bạn Huy gì? À, Huy là tiếp tục. Bố của anh ấy đang đi làm ở thời điểm này. At the moment he is going. Ồ, dùng at the moment tôi chị hiện tại đang diễn nhá. Là is going. Tiếp tục nào. Gia đình tôi thường ăn sáng nhẹ vào những ngày trong tuần. Gia đình tôi he gì? Giữ nguyên đúng không chị? Chia số ít cho chị là he giàu nhá. Bởi vì tính cả một gia đình á thì nó chỉ là một thôi. Chưa? Tiếp trường tôi thì gần nhà. Vì vậy chúng tôi đi bộ. Vì vậy đâu có đây đúng không chị? C6.
Tiếp tục, khi nào là sinh nhật của bạn? When are you? Một thôi con. Có một sinh nhật thôi. It. When is your birthday? Có một bức tranh trên tường. On the wall. Bao nhiêu tầng mà trường của bạn có? Trường là does have. À đúng gì? Ok, does have. Khi mà đâu lên đầu rồi thì hát không chia nữa nhá. Gia đình của tôi sống ở Hà Nội, nhưng gì của tôi? Ừ, chỗ này từ family để chia nhiều này. Được chưa? Thì em tùy đi. À, nó sẽ là T đúng gì? Nhiều ít đều được. Không, gì mà. Gì là một người thôi. D là gì? Ok, D. Được chưa? Bạn có phải là học sinh tiểu học không? Đúng vậy. Yes, chị. Yes. Yes. B đúng gì? I am. Yes. Yes, I am. Trường của bạn như thế nào? B what? Đúng gì? What? How? Như thế nào là how nhá? Nó rất to. Không còn sữa nữa. Sữa không đếm được. Aaron đúng gì? Isn't. Tôi có thể đi ra ngoài được không? Thế đúng không? May I go out? Cái câu này câu xin phép nhé. May I go out? Được chưa? Tiếp tục. Ai đó? Đáp nào? B đúng không gì? B. Ok, who's that? Rồi, đọc với chị cái từ này nào. Bench. Rồi. B. Empty. Fill. P. Exit. F. Đó nào con? C gì? Tiếp tục. Hai. Glass. Stand. Stand. Cô để số mấy hả cô? Man. Cô để số mấy hả cô? Để 13 con. Trang mấy đấy nhỉ Kiên nhỉ? Trang 90. Ok. Câu 2 đó nào con? B, A, A gì? Đúng gì? A. Tiếp tục câu 3. Land. Quay đi, quay lại cho em đi. Yeah. Wait. Try. Đó nào con? C gì? Ok. Tiếp tục câu 4. You. Không cần. Sheep. 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 Đó nào? B đúng nhỉ? Ok, why? Tiếp tục là tờ câu 5. Lucky, uncle, actum, day. Ok, cái này như trùng với câu để đằng trước đúng không? Tiếp tục với chị nào. Tôi nghĩ tôi sẽ đi nghỉ. Sau khi tôi thi xong. Con. Yeah, đúng không? Okay, em. Tiếp tục nào, nếu mà đau đầu thì C cô. C. Bạn nên đi ngủ sớm. C. Bạn có thích cái buổi hòa nhạc hôm qua không? A cô. A. Câu 4, cô ấy bắt đầu công việc lúc 8:15. D. B. 4B. Bò. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây. D. D gì? Đấy. Chúng tôi chơi tennis vào buổi chiều. In đúng gì? Tiếp tục, chúng ta sẽ phải ở nhà. Đó trời.
Cái này có thể là at hoặc là before nhé. Phải có mà nhà trước 6 giờ chẳng hạn. Tiếp tục, tôi tặng vào sinh nhật. In. On her birthday. World Cup bắt đầu vào ngày 10 tháng 6. On thứ ngày, in tháng 5. Cái này có dính ngày rồi, dùng giấy gì gì con? In không nhỉ? On ha. On, bởi vì có dính ngày 10 kìa. Tiếp, bảo tàng mở cửa từ 7 giờ đến 5 giờ. Từ mà. From. Từ 7 giờ đến 5 giờ. From to. Tiếp tục vào tớ nào. Bạn đang làm gì trong cái phòng tối như vậy? Ủa? À. À. B gì? B. Tiếp tục vào tớ. Anh ấy đã nói gì với cô ấy ngày hôm qua? What do you say? Say. What did he say? Quên. Tiếp tục. Tôi không bao giờ hút thuốc, nó rất là có hại. À. Này. Không bao giờ hút thuốc. Tôi thích sống ở đường mặc dù là nó ồn ào. Ở trên phố đông người á, sống ở đường này. À, con. D đúng gì? D đúng. A, mặc dù. Từ even though này nó mới cộng với it is giờ là chủ ngữ vị ngữ nhá. Còn despite, inspire nó sẽ cộng với danh từ. Ok. Phòng của Hồng rất là bẩn. Phòng của tôi sạch hơn. Cleaner. B. Cleaner. Vở kịch rất là chán. Đây là cái phim chán nhất mà tôi đã từng xem. A gì? A. Tiếp tục là tớ. Trẻ em thì vui nếu mà anh ấy dạy họ tiếng Anh. B đúng không? Be happy. Be happy thôi nhá. Tiếp tục, nước bao phủ hầu hết bề mặt trái đất. Cover. À gì? Cover. Chuyến đi vui vẻ nhé. Cảm ơn bạn. Thanks. À. Anh ấy đi đến bữa tiệc chủ nhật tuần trước. Last Sunday. Để à. À. Bạn có thể đưa tôi cuốn từ điển được không? Của bạn đây. B gì? Sure, here you are. Tối nay bạn có làm gì không? À. À. B đúng gì? Không làm gì cả, tối nay tôi rảnh rỗi. Đây nhà. Nhà đi về lấy. Đâu? Đây nhà không? Vậy là đúng vậy. Tiếp, bố làm nghề gì? Đây là bố. À, đông gì? À, đông gì? Cô bà à. Mẹ. Nếu mà đang ở nhà đi rồi lấy chưa? Anh ơi. Rồi làm nghề gì à? Làm trong nhà máy. À gì? Bao xa từ nhà đến trường? Xe. Ừ, khoảng 2 cây đúng không? Giày của bạn bao nhiêu tiền? Gì? À. Chị ơi. 150.000 à? Ok. Nào đề 14 nào, đọc đi con. Đang ăn nào. And best, bad, quiet, quiet, ăn là em xe gì? Quiet. Okay, quiet. Tiếp tục vào tớ. Câu số 2. Behind. Right. Nine. One, third. Ừ. Nó nào? D gì? D.
Rồi câu 3. What game play rain. A cô. A. Tổ 4. Lunch. Lunch. Turn. Turn. Bus. Bus. Truck. Và đáp án nào? A đúng gì? B. B. Lunch là A này giống bus, truck này thì turn là ơ nhá. Năm nào? Hai. Rai. River. Và đáp án nào? D. Còn cái này chỉ trách nghĩa thôi. Nào sink là gì con? Cái này tra từ chưa? Sinh là còn dưới chén đúng không gì? Ok, đúng rồi, cái lẩu là cái gối đúng không gì? Gối. Tivi gì? Không. Cái nồi đúng không gì? Cái nồi hoặc là động từ nấu ăn nhá. Bộ. Quyển sách gì? Alarm clock. Đồng hồ báo thức gì? Coffee đồng table. Hồ báo làm block. Bàn cà phê cô. Ăn trẻ. Cái ghế. Refrigerator. Cái tủ lạnh nhá. Faucet. Cái vòi phun nước là sao ạ? Đúng không? Blanket. Blanket là gì con? Cái tập rẻ luôn. Chăn. Sofa. Ghế sofa. Ghế sofa. Làm. Cái đèn là gì? Đèn sofa. Rồi, ai đến nhà ngày hôm nay? Tom, Jen, and Jen. Coming to the house today, đúng không nhỉ? All their friends. Những người bạn của họ thì cũng chính là những người bạn của Tom, Janet và Jane nhé. Tiếp tục có gì ở trên bàn con? Flower, hoa. Tiếp tục. Đây là chị viết tắt, còn khi mà em trả lời viết cả câu chị nhá. There are flowers on the table. Janet rửa cái gì con? Janet washes dishes and glasses. Tiếp tục quan tố nào. Jane có gì cho món hoa quả? Salad. She got apple, cherry, strawberry, and melon. Strawberry. Con táo, con cherry, con chanh. Nào, Tom nấu món gì con? Tom nấu món burger and vegetable. Nấu bánh burger và nấu rau. Rau. Ok, bên câu này có những lỗi sai nhá, thì sẽ phải điền nào. Mấy giờ bạn thức dậy? Thêm đu đúng không gì? Đu ở giữa quen you. Đu hoặc đứt nhá. Bạn đã thức dậy khi nào? Chúng tôi không là sửa thành gì? Don't đúng không nhỉ? Don't. Ok, sinh nhật Tom là vào ngày 25 tháng 12. Ất ở thành gì con? On. Ok, tiếp tục con tớ nào.
giáo viên của chúng tôi nói là đừng nói chuyện trong lớp là gì con? Don't take. Don't take in class, please. Này cho chị là don't talk nhá. Ok. Không có cửa hàng ở đường, ở phố tôi á. Câu này làm gì sai nhỉ? À, cái từ on any chứ gì? Ok, something any. An any. Ok. Tiếp tục vào tớ. Rồi, nói mày này. Nào, đâu chị nào? A, B, C, D đi con. Mat. Car. Star. Mat. Car. A. Star. Pop. Ủa? Cô ơi, con. Mẹ con chưa ý hết được à? Cô ơi, cái phần kia bị lỗi mất rồi. Ok, đáp án nào ở kia ơi? À, đúng gì? Ok, ấy. Tiếp tục câu 2 nào. Box. Shop. Copy. Movie. Đề gì? Sale. Tiếp tục câu 3 nào. Have. Eat. Have. Near. Live. Read. Thế nào con? Đề đúng gì? Near. Ok, near. Tiếp tục câu 4. Tap. Noisy. Swim. Next. Đó là nào con? T đúng gì? Nghĩ. Tiếp tục câu 5. Bicycle. Cook. Have food. Bike. Đó là nào? C. A đúng gì? A. Đó là S nha, bicycle. Oh. Xin lỗi cho tôi hỏi. Bưu điện ở đâu à? Post office. Post có nghĩa post office. Post office. Tiếp tục tớ. Bạn có bao nhiêu cái túi? Con cô là three. Ba. Ba cái à? Vâng, cô có từ three rõ ràng. Mình tiếp tục vào tớ. À, bạn có nuôi thú cưng không? Tôi có một con gì? Con chó gì? Dạ. Tiếp tục vào tớ. Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh? Tôi thích gì? Thích nhìn chung music. Listen to music. Tiếp tục. Mẹ của bạn làm việc ở đâu? University. University. Trường đại học không nhỉ? University. Ok. Cái từ U này nó là U nhá. Nên nó không dùng ân. Chưa? Rồi. Làm cho chị làm đến trăm bao nhiêu ở trên với Đức Anh à? Bảo ơi. Dạ cô làm trong 7 rồi. Làm lâu mấy hôm nay toán quá chẳng biết đi gì rồi cô ạ. Thiên Đức Anh trong 100 bao nhiêu con? 100 trời biết 10 rồi chứ. Trăm mấy? Con chẳng biết đi gì rồi. Hả? Thiên Đức Anh ơi. Em nói là 108 rồi chị. Ok, làm đến 1:15 nhá. Vâng. Rồi, bye bye. Con vẫn đi ở câu lạc bộ của cô ạ. Nên ôn cho con xin phép nghĩ là ít bài tiếng Anh hơn để làm toán để ôn. Ok, bye bye.